Chào các bạn, thì tôi là Nguyễn Công Trình. Và hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một chút xíu về niềm tin. Đó là chúng ta đừng tin những gì mà chúng ta nghe thấy. Có một vài trường hợp như thế. Niềm tin của bạn xuất phát từ bản thân bạn. Và nó gắn bó chặt chẽ với các giá trị mà bạn đặt ra. Nó tạo nên một phần hoa văn quan trọng trong cái chiếc kính vạn hoa của bạn. Nếu bạn đặt giá trị về sự tin tưởng của bạn, bạn sẽ có những niềm tin như là mọi người đều đáng tin, không cần thiết phải có các luật lệ. Hoặc là bạn sẽ nghĩ rằng là bọn trẻ về nhà đúng như như trong lời hứa chẳng hạn. Và những niềm tin được nêu trên nó xuất phát từ những kinh nghiệm của cá nhân và không cần quá nhiều kinh nghiệm để tạo nên một cái niềm tin tốt đâu các bạn. Và nó có nhiều trường hợp thì vì một cái yếu tố nào đó mà chúng ta có những cái niềm tin sai lệch. Ví dụ như là có một anh chàng thường xuyên đi về về trễ và mẹ của anh ấy cho rằng là con ơi, tại sao con lại hay đi về trễ như thế? Và bà tin rằng là đứa con của mình thường xuyên đi đi trễ. Và hoặc là bạn bị một người nào đó phớt lờ đi rất là nhiều lần và bạn tin rằng cái người đó là ngạo mạn, người đó là tính tình không tốt. Tôi không cho rằng là mọi niềm tin là đều sai và không hợp lý, nhưng tốt hơn hết là bạn nên kiểm tra xem những cái niềm tin đấy có phải là rào cản hay là hạn chế bạn hay không. Đấy. Khi bạn hình thành một niềm tin, có thể người khác sẽ tự động cư xử theo cách bạn mong mong đợi ở ở họ. Ví dụ như là bạn tin rằng mẹ đã thấy thấy bạn về nhà quá muộn và bạn sẽ tự động hình thành cái thói quen là về nhà muộn. Đúng không? Bởi vì khi mà mẹ bạn tin bạn về muộn rồi thì bạn không có cái lý do gì để mà bạn thích về sớm cả, đúng không? Đấy, và bạn sẽ giữ cái thói quen này, giữ một niềm tin hạn chế giống như là đang đeo một cái miếng bịt mắt vậy. Và bạn chỉ nhìn thấy những cái mà bạn muốn thấy, những và tránh nhìn những thứ mà bạn không nhìn thấy. Chẳng hạn như là bạn tin rằng là con người đó ngạo mạn thì bạn sẽ tìm kiếm xem thử là những lý do nào anh ấy ngạo mạn, những hành động nào trong quá trình anh ấy làm việc thì thể hiện cái sự ngạo mạn đó mà bạn không nhìn thấy được cái điểm tốt của họ, không nhìn thấy được cái điểm tối ưu của con người họ. Đấy, đó là một điều rất là đáng tiếc. Vậy thì trong đời sống này, ai là cái người mà đã áp đặt niềm tin vào bạn? Ai là người khiến cho bạn cảm thấy là có một cái niềm tin không tốt hoặc là có cái niềm tin nó sai lệch? Đó là những người xung quanh bạn, đó cũng có thể là chính bản thân bạn. Và việc thay đổi niềm tin, thay đổi cách nhìn, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái cách cư xử của bạn, ảnh hưởng rất lớn đến công việc của bạn. Hãy hồi tưởng lại nhé, cái thời đi học ấy, bạn có bao nhiêu lần là làm việc thật tệ và bạn cảm thấy là ồ không, tôi không làm được cái việc đó đâu, tôi tin rằng là tôi không làm được cái việc đó và bạn bỏ bỏ cuộc. Hoặc là ở nơi làm việc ấy, rất là nhiều người lãnh đạo đấy, họ không tin nhân viên của mình, họ không dám giao công việc hợp lý cho nhân viên của mình. Chỉ đơn giản là họ tin rằng nhân viên của họ không thể nào là làm tốt được công việc đó, hoặc là không thể nào tiến triển công việc tốt hơn. Và đó chính là niềm tin hạn chế khả năng của họ, hạn chế công việc của họ. Và bạn phải thay đổi cái niềm tin này, bạn phải thay đổi niềm tin này. Khi thay đổi niềm tin, những niềm tin này theo hướng tích cực thì nó sẽ giúp cho bạn là công việc của bạn sẽ tiến triển tốt hơn và nó sẽ lan tỏa đến mọi người, lan tỏa đến mọi người, đến thế giới mà bạn bạn đang sống, đúng không? Ví dụ như là tôi sẽ ví dụ một ví dụ mà rất cụ thể.
mà các bạn sẽ cảm thấy khá bất ngờ. Ví dụ như là tôi vừa gặp một người phụ nữ, một người bạn của tôi, và chị tin rằng chị sinh ra là để làm việc đấy, chị để kiếm kiếm tiền. Niềm tin này nó xuất phát từ giá trị việc bạn việc là chị phải kiếm đủ tiền để trang trải cho gia đình, và việc mà có một cuộc sống xã hội năng động, dành thời gian cho gia đình ấy, nó không còn quan trọng đối với cô nữa. Bởi vì cô tin rằng là chị ấy tin rằng là làm việc là để sống, làm việc kiếm tiền thôi đấy. Và chính cái niềm tin đấy đã tạo cho một cái thói quen là chị ấy làm việc muộn và chị ấy không có cái ngày nghỉ, chị ấy làm việc suốt cả tuần đấy, và chị cảm thấy rất buồn về cái việc này. Và khi nhận ra rằng niềm tin đấy bị sai lệch, nó khiến cho mình căng thẳng, thì chị ấy bắt đầu là loại bỏ nó và chị tiếp tục làm việc hăng say, cũng như là dành thời gian đi vui chơi, đi lao động, đi nghe hòa nhạc với bạn bè đấy. Thì niềm tin mới mẻ đã giúp cho chị một cách mãnh liệt, một cách nhanh chóng, đó là có thể dành thời gian vui vẻ với bạn bè, vui vẻ với cuộc sống. Mình sinh ra không phải là chỉ để làm việc thôi đấy. Và niềm tin này đã mang lại một loạt niềm tin mới và giúp cho chị ấy có một sự thay đổi ngoạn mục đấy. Sự thay đổi mới mở đầu đã tạo cho rất nhiều sự thay đổi mới khác đấy. Và nó tạo nên một loạt niềm tin khác, giống như là hiệu ứng domino ấy. Và có rất nhiều cái niềm tin đơn lẻ chỉ là một phần nhỏ của cái niềm tin lớn thôi. Ở cái mức độ cao nhất, một chút niềm tin hạn chế có thể dẫn đến là cảm giác tồi tệ, bao gồm là sự ám ảnh này, sự đổ lỗi này cho người khác, sự tức giận hoặc là sự tự hạ thấp bản thân mình nữa. Vì vậy, để kiểm soát cái niềm tin của chúng ta là chìa khóa dẫn đến sự thành công. Niềm tin vừa có thể hạn chế, vừa có thể là đóng vai trò thúc đẩy chúng ta nữa. Niềm tin sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều và làm cho bạn nhận ra rằng là thế giới này có rất là nhiều điều mà chúng ta đáng để tin tưởng. Chúng ta tin tưởng vào điều tốt đẹp, chúng ta tin tưởng vào những điều hữu ích, và nó giúp cho chúng ta thành công. Vậy thì làm như thế nào để mà chúng ta có thể biết được cái niềm tin đó là nó không tốt? Đó là khi mà bạn có một niềm tin hạn chế trong trong đầu ấy, thì bạn sẽ suy nghĩ là tôi không thể, mọi người nên, họ không muốn, mọi người không ai nghĩ rằng. Đây là những cái suy nghĩ sai lầm. Tôi nhắc lại, nó thường bắt đầu từ việc là chúng ta suy nghĩ trong đầu là chúng ta bảo là mọi người nên, họ không muốn. Đấy, mọi người không ai nghĩ rằng đấy. Những cái quy tắc khắt khe đó nó giúp cho nó khiến cho chúng ta cảm thấy tồi tệ, và những cái niềm tin đó nó thường nó rất kiên cố. Bạn phải có một cái quy trình để cho chúng ta loại bỏ nó ra trong đầu đấy. Ví dụ như là bạn tin rằng là tôi không giỏi toán, thì bạn sẽ có cái niềm tin đấy, và bạn sẽ khiến niềm tin đấy sẽ khiến cho bạn xa rời cái môn toán đi, và môn toán của bạn đã tệ rồi càng càng tệ hơn nữa. Vậy làm như thế nào để loại bỏ cái niềm tin vô ích này? Chúng ta có 3 bước để loại bỏ niềm tin vô ích như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ nhổ cả gốc lẫn rễ bằng cách lung lay nó, bằng cách chúng ta trả lời những câu hỏi như sau. Niềm tin này từ đâu mà có? Niềm tin này có còn giá trị hay không? Điều gì gợi ý rằng niềm tin này là không đúng? Niềm tin này ngu xuẩn và ngớ ngẩn như thế nào? Và tôi có tin vào những điều này hay không? Đấy. Đấy là những điều mà chúng ta cần phải đặt câu hỏi ngay đầu tiên, cái bước đầu tiên mà chúng ta loại bỏ những cái niềm tin hạn chế của chúng ta. Vậy thì bước thứ hai là như thế nào? Bước thứ hai này. Bước thứ hai ấy là bạn phải tìm cái niềm tin thay thế. Bạn phải tìm một cái sức mạnh niềm tin mới thay thế nó. Suy nghĩ để tìm ra trong nhiều trường hợp, nhiều khả năng hơn.
bạn phải thử đi thử lại nhiều lần cho đến khi bạn tìm được cái một cái niềm tin phù hợp. Đấy, ví dụ như là bạn suy nghĩ rằng là tôi không thể học giỏi toán, thì bạn có thể nghĩ rằng là tôi có thể học giỏi toán bằng cách A, cách B, cách C. Bạn suy nghĩ là tôi không thể học giỏi ngoại ngữ, thì bạn có thể thay thế nó niềm tin là tôi có thể học ngoại ngữ qua mỗi bài học mà tôi thu được, qua những bài hát mà tôi có thể thu được những điều mới mẻ, những câu cú, những câu từ mới mẻ. Đấy, đấy là cách chúng ta thay thế cái niềm tin mới. Và khi mà bạn đã chọn được niềm tin mới rồi thì bạn bạn phải giữ niềm tin nó đi, đúng không? Đó chính là bước 3. Bước 3 là bạn hãy hòa nhập với niềm tin đó, niềm tin mới đó. Và bạn tưởng tượng mọi thứ sẽ chuyển biến, sẽ thay đổi như thế nào khi mà chúng ta áp dụng cái niềm tin mới đó. Và cảm giác, bạn hãy tưởng tượng ra cái cảm giác mà bạn thay đổi cái niềm tin mới đó, nó thay đổi, nó tạo ra được cho bạn những gì. Bạn tiếp tục tưởng tượng bạn những gì mà bạn đang làm, những điều mà khiến cho cái niềm tin mới nó sẽ được phát huy, nó thay thế cho cái niềm tin cũ. Đấy. À, điều này sẽ thúc đẩy bạn hay không? Bạn có cảm thấy tốt hơn hay không? Cái niềm tin mới đấy giúp bạn tốt hơn hay không? À, nếu cần thử một vài niềm tin khác và áp dụng những bước như trên, và sau đó hãy chọn một vài niềm tin giúp cho bạn thoải mái với bản thân. Và trước khi quyết định giữ niềm tin ấy thì bạn nên cân nhắc xem là những ảnh hưởng của niềm tin đấy đối với mọi người. Đấy, đấy là cách mà bạn thay thế một cái niềm tin hạn chế. Hãy tự chúc mừng bản thân sau khi chúng ta trải qua ba bước đấy và kiểm soát được cái nội tại bản thân mình, cái niềm tin, cái sức mạnh vô biên trong trong chúng ta, và bạn loại bỏ được niềm tin hạn chế và tạo được cái niềm tin mới có sức mạnh to lớn hơn. Thậm chí cách tư duy mới này sẽ trở thành là một thói quen mà sau này bạn sẽ thúc đẩy bạn trong cái công việc thành công. Và như thế tôi vừa trình bày cho các bạn cách thức để chúng ta nhận biết được một niềm tin xấu, thay thế nó một niềm tin mới. Chúng ta nhận biết được niềm tin ảnh hưởng đến mọi người như thế nào, và hãy coi những giá trị, những niềm tin của bạn là một cái cây đó nó cần chăm bón, nó cần phải phát hiện ra sâu, nó cần phải phải được bơm thuốc trừ sâu để diệt trừ đi những cái sâu 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 hại trái cây. Và khi mà bạn bạn chăm sóc như thế, khi mà bạn bạn thu hoạch ấy, thì trái cây nó sẽ rất là thơm ngon và nó giàu dinh dưỡng, và nó sẽ ảnh hưởng, cái trái cây đó nó sẽ mang đến dinh dưỡng đến cho mọi người xung xung quanh. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video tiếp theo.